Hello everybody, I introduce myself. My name is Hoàng Mai Diệu. I am 10 years old. I am in class 4A at Linh Thông Primary School. I am Hoàng Thị Diệu Hương. I am Lưu Thả Mỹ. I am Hoàng Quỳnh Chi. We come from the capital of Thousand Green ATK Định Hóa, come to the contact Vietnamese children, reaching out to the world. We will take you to the 10th Sing Club of the Tài, Nùng and Thái ethnic group in Linh Thông Commune, Định Hóa District, Thái Nguyên Province, who has had the opportunity to immerse themselves in the singing of Tan, the love of the Tài, Nùng and Thái boys and girls. Then it will be difficult to forget the delicate, pleading lyrics, rich imagination, emotion and smooth melodies. We wish to preserve and promote the intangible cultural heritage recognized by UNESCO. Wishing to share about the culture of Tài, Nùng and Thái ethnic groups, the 10th Singing Club in Linh Thông Commune, Định Hóa District, Thái Nguyên Province has been active for many years with the melody of their singing. Being the people in the Tài ethnic group, the 10th Singing Club always wishes to preserve the culture identity of the nation. Please, we invite you to enjoy the melody and tender song, Spring Return with Uncle Ho, performed by Miss Lưu Xuân Đông and our friends in Linh Thông Primary School. Quanh quê lòng thôn mơ đeo hà mà đình ghi bắn nắng là vẫn có. Ồ đông theo bơ hòn bơ phong bơn chiến hồi lòng sông vui quá. Cần về bằng ta ta nắm mà quê đau máu mà quê đây đến nà hồi bằng nghe tiếng lượn cõi lượn à bé. Mẹ nàng ơi óng văn phối bạc mà phong thư trắng cả ở Hà Cần chữ bán mà thắng Hà Văn hàng thiên bên là cầm bên lên tiền Hà Lăng. Cháu đi gần bán đòn bố đắc nàng hai lòng tội bám kiếm mà từ ơi bỏ ba hàng nhằng có nghề về nước nước ra đền đỏ bác cả hai tang hạ bay bạc mà thân bó mây tiếng kêu cần phải tin chú trèo phi à bơn ơi ném cầm bát nước à đường tấn à chẳng vững vàng phải tiến thăng đến à biên gần đây cần khu cổ khá bàn chúng khen lòng thông quang miền à chui ơi dụng gian vân hè mà đòi khá bàn trướng bóng hay để đèn mở hà lăng trang tím vân à nhàng hắn hà ngào bắc ơn
quên chi gọi trốn mới lại về đình nghĩa bán ngàn năm vần là nơi đôi đường muốn vào hoa hà chẳng ta tháng về ngồi đông sông vui quá rồi đi như dòng nước chảy trôi tay trái về quê ta mờ à hôi ơi bằng nghe tiếng đường cỏ ơi đường hà sen nghe nàng ơi ông vẫn là vui phân và phong thư cho à gửi cho à nhau nhớ bán về quê mình kháng chiến thành câu đến kể chuyện đời à trong canh quê khâu thi bán không à ngủ nàng trắng gọi thừa ba ăn thôi à thơ những bán còn bận lo việc nước nhà chờ bàn chân nói à đi ơi ba khỏe đến quê ta hà tin theo người đi tình đón mãi tháng hà năm con cho vẫn đi theo đường bắc sẽ dừng cho quê hương đẹp mà đông ơi trong tim vẫn mà ngại mong bác ơn cho hà nặng dễ tình mãi mãi mang thương. Thank you for watching video. Goodbye and see you again.